mừng các bạn lên chở tôi coi mình nghe. Hôm nay mình quay ghe tàu vượt cống ngang hạn nghe các bạn. Đó các bạn thấy chưa, được ghe tàu chạy qua đây rất là đông các bạn, mỗi ngày chỉ mở cống có một lần thôi. Phương tiện bằng gỗ đã di chuyển trước và kế tiếp là những cái ghe sắt nha các bạn. Những cái phương tiện lớn là ghe xà lan sắt nha các bạn. Qua đây cái nghiêng luôn các bạn ơi. Còn rất nhiều là ghe lớn này xà lan đang di chuyển phía sau nha các bạn, chen chúc nhau để qua cống nha. Đây là cống ngăn mặn của Kiên Giang nha các bạn. Tiếp tục tới các phương tiện lớn thì sắt nha bạn. Rồi chiếc xà lan này rất là mới luôn. Đây là đang chen chúc nhau vượt cái cống ngăn mặn các bạn. Cái lượng nước ở trong chảy ra rất là lớn. Giờ mà cái ghe phải công suất mã lực lớn mới chạy qua nổi nha các bạn.
các phương tiện sợ ăn sắt này nối đuôi nhau chạy rất là đều đặn nha các bạn. Đằng xa thì có cái tàu đánh cá đang chạy vô nè. Hết rồi nha các bạn, các phương tiện này đang di chuyển nối đuôi nhau để qua cống ngăn mặn nha. Xà lan này rất lớn nha các bạn. Cái hành là tài xế gương và lò là khai nắp cabin nó cứ qua lò hầm kìa.